ngồi ở đây cho xin mấy chục lẻ rượu chơi thầy. Mày mốt có ngồi ở đâu nhớ nói tôi một tiếng nha. Cho hỏi là tên gì vậy thí chủ? Thì tiền chỗ ngồi với gì thầy? Nguyên khu rừng này là tôi trồng cây, mày đã sẵn hết rồi, ông tính vô đây ngồi không hay gì? A Di Đà Phật, tôi không có tiền, vậy tôi đi chỗ khác tôi ngồi. Khỏi đi đâu hết. Nè, nói thẳng luôn nè, giờ ông lì xì tôi 100, được không? Có là không qua chạm, không quýnh anh em. Tôi không có thiệt thí chủ ơi. Thôi giờ 50 nha, 50 thôi. Tôi đã nói là không có thiệt mà. Bây giờ thí chủ tính sao? Sao là sao? Không có thì anh em giả chạm nhau thôi. A Di Đà Phật. Ê, thầy là định làm gì vậy? Hôm nay là gầm lớn, tôi kiêng kỵ là không muốn có chuyện rồi mà. Đó, bốc 50 là anh em vui vẻ nhau rồi. Chiêu hồi đệ tử, hóa dữ thành lành, tôi bắn một cái đúng. Ai dám bắn đến chủ của ta? Mày không bị được con. Cái này mày gặp thiệt rồi, phải gặp giả luôn. Bình tĩnh mấy đứa, nghe lời sư phụ, bình tĩnh lại. Ôi, vụt dây luôn rồi. Mấy đứa, từ từ, đừng nóng, nghe lời sư phụ, từ từ. Thiệt trời. 100 thôi mày. Mấy đứa. Ai đà. Ê mấy đứa, đừng làm như vậy, hôm nay là gầm lớn mà. Dạ, thì hôm nay là gầm lớn nên hai ảnh mới phóng sinh nó cho phụ. Không có sao đâu. Ây da. Sư phụ, sau này mà có chuyện gì lớn, chịu hồi tụi con ra xem chú đi. Ví dụ hồi nãy tụi con ra trễ không? Không chừng là cái người xuống chuối là sư phụ á. Chịu hồi mấy đứa ra sớm, nhiều khi còn lớn chuyện hơn nữa. À mấy đứa, ví dụ mà cái bụng của sư phụ nó kêu ột ột như vậy nè, là bị gì ta? Là nó thấy bụng nó kêu á, sư phụ đi kiếm gì ăn đi. À, nhưng tại sao phải là ta, không phải là ai khác nhỉ? Sư phụ của ta có chung mà, không có liệt đâu, đi. Sa nữ tử cấp thức thì không phân bất thì cấp thức thì không sư mong phân chất áp hành không thì cấp thức tí chỉ dâm không phân lô lòng tham không thấy không thấy không nghe đôi ta không biết đã thật nén con sông chảy không thầy mãn ơn không biết ta nghe tiếng chung tâm tình mình để con đi mua cho sư phụ đừng có gáp nữa. Sẵn hôm nay gầm lớn mình ăn chay ha mấy đứa. Ủa đó giờ mình vẫn ăn chay mà sư phụ đâu có ăn mặn đâu. Ý sư phụ là hôm nay gầm lớn mình kiếm gì lớn lớn mình ăn. Dạ sư phụ, con nghe người ta nói gần đây có quán cơm chay mà giả tay ngon lắm, hôm ấy sư phụ nhờ đại sư huynh mua về ăn thử đi. Chấp nhận thôi. Ví dụ bây giờ trong lúc đợi Ngộ Không đi mua đồ ăn về, ước gì có nước uống cho đỡ khát thì hay biết mấy. Chứ khát quá trời. Dạ con cũng nghĩ vậy. Con nghe nói gần đây có một bãi nước ngọt uống rất là ngọt. Không ấy sư phụ. Đúng rồi đó. Khúc này tinh tế là sao sư đệ. Nói được làm được. Đi luôn đi sao sư đệ. Dạ nhị sư huynh. Hay lắm nha. Đúng là có ba người đồ đệ có ích quá trời. Một người thì đi mua đồ ăn, còn một người thì đi lấy nước. Còn con á, ta biết chắc chắn là con định làm gì đó cho ta mà con không dám nói đúng không? Thì giống như là mình ăn xong, mình uống xong thì mình có trái cây mình chán miệng, thì nó cứ kiểu gì đó con. Rồi được rồi, sư phụ làm sư phụ con hơi lâu rồi đó. Con biết rồi, để con đi. Ây da. Bác Dơ con làm gì đó? Dạ chực giò sư phụ. Con hay lắm nha. Bà con chịu khó đợi tôi xíu nha. Hơi, Đại Thanh, ngài tới mua cơm chay hả?
nghe cái món này đang lên xu hướng, ghé mua ăn thử coi sao. Mà sao ngươi biết ta? Trời ơi, hồi xưa lúc mẹ còn làm phụ bếp ở trên thiên đình á, ngồi ở mầm ở chợ nay mà không biết. Chuyện xưa đừng có nhắc lại. Mà ngươi nghĩ mình chở rồi xuống đây lập nghiệp hả? Dạ, may mắn nhà bà con ủng hộ thôi. Đông gì chắc đợi lâu à. Ôi, đã thánh mà đợi gì, ngồi quay đi. Ngài bây giờ thuộc dạng tiên thánh rồi thì phải được ưu tiên chứ. Không có tiên thánh gì hết, bước ra xã hội thì ai cũng bình đẳng như ai. Mọi người cứ đứng xếp hàng đi, ta ngồi đây là được. Ngươi cứ làm cho mọi người trước đi. Dạ. Hảo hán. Dạ đây, 4 phần cơm chay của ngài đây. Hên lắm đó nha, 4 phần thôi là hết rồi đó. Em có tặng thêm cho ngài trái duy hấu nè, ngài ăn kèm để hồi phục thể lực nha. 4 phần này là tiện lấy, tiện trả gấp đôi. Còn trái dưa hấu này cứ để cho Ngộ Không. Ủa, Nhị Lan Thần? Nhưng mà không có được, cái này là của đại thánh mà. Để Tiễn dàn xếp cho. Ní, thông cảm nha Ní. Nay rầm lớn, mấy sếp trễ muốn ăn chay, mới sai Tiễn xuống đây mua nè. Trời. Mấy ổng chả ăn chay chứ, rồi tạo nghiệp cũng vậy à. Lâu lâu thả thú cưỡi thú cưng, thậm chí là con cháu xuống đây hại bà con, bao che đưa tụi nó về chảnh, cậy thế cậy quyền ăn chay vô ích. Trời, ăn nói cẩn thận nha Ní, ở chảnh mà nghe được là mệt nha Ní nha. Nhưng mà không có sao, có Tiễn đây rồi, Ní cứ yên tâm. Tiễn không mét lại ở chảnh đâu, nhưng mà chỉ lần này thôi nha Ní, đúng lần này thôi đó. Tiễn đi à, đi vậy nha Ní. Ở kìa Ní, làm gì vậy? Cướp giữa ban ngày mà còn diễn cái nét giả điên, hay lắm nha. Ní nhìn cái gì, 500 năm trước biết tính khí của tôi như thế nào mà. Tôi mà không có được, không ai được có hết. Còn nếu thích, anh em mình gia chạm cái chơi. Uống từ từ thôi sư phụ, bộ sư phụ chết khác thì uống như vậy. Không, sư phụ đói quá, uống cầm hơi cho đỡ đói. Rồi, hết trơn luôn. Lấy về chưa uống được miếng nào nữa. Sư phụ, chạy mau sư phụ ơi, không ổn rồi. Bình tĩnh, chuyện gì từ từ nói sư phụ nghe. Nhỏ Bạch Cốt Tinh á, dẫn theo ban đệ ăn tới đây nè. Chà, hồi sáng hối Ngộ Không đi gấp quá, quên kia đứa dẻ dòng bảo vệ cho ta. Bắt giới. Dạ. Hay là con ga ngoài đó cầm chân chút xíu đi. Sư phụ á, Ngộ Năng đánh mặt chút xíu, đợi Ngộ Không về. Giỡn hoài sư phụ, nghĩ sao vậy? Đại sư huynh á, 72 phép thần thông, đánh 3 lần mới thắng Bạch Cốt Tinh, còn con có 36 phép à. Nghĩ sao kêu con ra cầm chân Bạch Cốt Tinh, giỡn hoài. Dạ thưa sư phụ, để con sẽ liều mạng này để bảo vệ sư phụ. Một mình con thì cần 4. Mà ta nhớ không lầm, con chỉ có 18 phép thôi đúng không? Dạ sư phụ nhớ không có sai, con có tới 18 phép lận. Ngày xưa con tính học thêm nữa, nhưng mà con nhớ không có nổi. Nó nhớ không có nổi. Mình đừng có cười nữa, tôi cười thế bây giờ. Trời ơi, chịu đi. Nó nhớ đâu nổi. Biết rồi. Trời, nín đi. Sư phụ đã có cách. Mày thấy không, chị hai mình đi tới đâu á là ghe nó kêu tới đó. Đúng là ngầu ghê kêu. Mày bớt xàm giùm tao đi. Lần trước là tao sơ ý mới để thua sát mất con khỉ đó. Lần này mà tao mà có vấn đề gì á là tụi bay nhào vô tiếp tao liền nghe không? Tao nói rồi, cứ gầm tới là ổng đổi tính, dễ nổi nóng lắm. Gặp lúc ổng đang đói bụng nữa lại gần ổng chi, để ổng chối cho hai bậc tay. Thì để có biết cái gì đâu. Mới tính lại hỏi ổng có khát nước không, lấy nước thêm cho ổng uống. Xong ổng hô không khát nước, xong cái ổng đục vô mặt đệ hai cái luôn nè. Kìa, cô nương họ Bạch, ta khuyên cô đừng có vào trong đó nữa, đi chỗ khác chơi đi. Đúng rồi đó, quay đầu đi. Lý do là gì? Nói thử coi. Kìa, thấy không? Bạn hiếu của ta, bất lòng minh dương,
Hai, nhìn ổng gì mà sợ hả hai? Lỡ tới đây rồi, mình lục ổng luôn đi hai. Có gì tụi em tiếp sức cho. Hai ơi, cố lên. 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 Nam Mô A Di Đà Phật, cầu Phật phù hộ cho con lần này tai qua nạn khỏi. Hai ơi, cố lên. Hai ơi. Mấy người tới đó chắc gì đã đụng được ổng mà đòi lụm ổng. Thân thủ nhanh lắm. Đúng rồi, đi với ổng hồi đó giờ tụi tôi lội bộ theo ổng còn không kịp nữa. Ê, bữa cái thằng gì đi chung với mình ta, thằng Tiểu Bạch Long. Đúng rồi, đúng rồi, thằng Tiểu Bạch Long. Đúng rồi, nó đi chậm trễ ổng đuổi nó về một nước luôn. Năn nỉ về bữa giờ mà ổng không chịu. Nói thiệt giờ ổng tin đúng không? Giờ cả không? Cái gì? Giờ có Thiên Bảo không? Có. Rồi tôi có 500 Thiên Bảo nè. Giờ tôi cá với mấy người, cá mấy người á dí ổng quanh khu rừng này cũng không bao giờ bắt được ổng nữa. Cá không? Chơi luôn vậy? Chơi. Mà bây giờ tôi còn có 200 à. Không chơi. Chơi hai. Em còn 100. Em cũng còn 100. Mà bây giờ có 400 à. Sao? Thằng này im lặng mà nghĩ khí bay. Đủ 500 rồi nè. Chơi. Chơi. Vậy ông nội. Thôi giờ vậy nè, tôi là người đứng giữa, giữ tiền cho. Tôi là uy tín thật thà nhất ở đây. Mà tiền sau của tôi là 100. Tôi ở thêm 400 nữa, tổng cộng là 500. Nó đây nè. Tôi chơi cho vui thôi, bắt đều hai bên luôn. Bên đầu ăn á, tôi lấy 250. Chịu không? Chịu, chơi. Rồi chơi. Rồi chơi. Hai thằng này làm cái gì mà lâu quá vậy ta? Đúng kịch bản nãy giờ là tụi Bạch Chốt tính đi mất tiêu rồi đó. Sư phụ, chạy mau. Ai mày làm gì vậy? Tôi sư phụ, tôi sư phụ đi. Tôi sư phụ lẹ đi. Ủa, mình có sai kịch bản gì không vậy sư huynh? Nhớ lúc nãy sư phụ kêu mình dụ tụi nó đi chỗ khác, sao giờ mình kêu tụi nó gọi gỗng là sao? Trời đất ơi, yên tâm đi. Ổng dắt tụi nó chạy một hồi á cũng gặp đại sư huynh à. Lúc đó đại sư huynh cho mỗi đứa một gậy kép bon. Còn anh em mình mỗi người 250. Quá đẹp. Cô ơi, cô không, cô không ơi. Vậy mà dí theo tôi hoài vậy? Không dí không, rồi tôi mất 500 sao? Lão thầy tiếng hả? Bay mà ưu cái gì? Sư phụ của nấy kìa. Đâu? Hả? Kìa.
Trời kìa. Trời ơi, đừng đuổi theo tôi nữa, tôi lạc khổ chân rồi. Tôi lột ông nãy giờ khát nước khát nước hậu luôn rồi nè. Ôi. Ông đứng lại coi. Ủa, ông làm gì vậy ta? Ừ, ông chạy nhanh dữ à. Chạy cái gì, trời tối rồi chưa thấy về nữa. Ông đứng lại, tôi kêu ông đứng lại, ông có nghe không? Mệt quá rồi. Ui, ông về kìa. Sư phụ, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Ông đã bị bắt. Còn có chút xíu nữa. Bảo quả bảo mà, 500 của tôi. Mình có thể đàm phán được không thí chủ? Đương nhiên là không rồi. Cô định làm gì sư phụ tôi đó? Hai trăm người Mãi thơm. Mình có thể nào đàm phán không mấy quên? What? Không. Ủa, mày thấy làm gì kỳ vậy? Không sao đâu vậy Lan Thần. Thì hôm nay là gầm lớn nên hai sư huynh mới phóng sanh đó. Ủa rồi à, đồ ăn đâu ngồi không? Con đi hồi sáng tới giờ, bây giờ tối hù rồi nè. Con có mua được không? Có, con mua được 4 mặt cuối cùng đó sư phụ. Mà bị khứa ba mắt này nè, nó ngang ngược trần giật, rồi đổ trơn rồi. Cái kiểu mà làm lớn làm láo đó sư phụ. Rồi xong luôn, khỏi ăn luôn. À, thì ra là vậy. Ôi, sư phụ đang làm gì vậy? Sư phụ làm vậy để người khác không nhìn thấy việc làm của tụi con. Tụi con không thấy trời tối thui hả? Hay thiệt, hèn chi trời tối thui luôn. Sư phụ, lại tụi con. Ủa, mình ăn gì giờ sư phụ? Mình còn 500 mà vậy sư huynh. Cô ngộ không ơi? Đứng lại coi. Cô sư phụ. Đứng lại cho tôi. Xuống núi. Nơi xa xôi ai đã nghe câu chuyện kể về vùng Tây Thiên, vang danh một thời giữa tứ giới bao khôn nguôi, lưu danh bốn nhân vật không quên. Để lấy chân kinh thì bao nguy khó gian nan khổ hạnh, chôn nhân gian 81 kiếp nạn giác ngộ chứng niết bàn. Xuất thần kích, tăng thần thông,